Ai đó? Thái quân, tôi mang nước cho ngài đây. Chính là mấy tên Nhật đó. Ai đó? Ai vậy hả? Tôi nhắc lại lần cuối, tôi, cô Đàm, Tiểu Cường, chúng tôi sẽ giả làm ký giả Nhật Bản, trà trộn vào quân đội. Anh phụ trách đưa Mã Tiểu Hiệp và Công Tôn Vũ tới kho vũ khí. Hạ Linh phối hợp tiếp ứng, làm gì đó. Thái quân, các anh em của đại đội trưởng Lê sẽ đợi chúng ta ở quảng trường. Sau khi tôi và cô Đàm rời khỏi kho vũ khí, sẽ chia làm hai hướng. Cô Đàm, cô lập tức tới vị trí chỉ định tiếp ứng cho chúng tôi. Mã Tiểu Hiệp và Công Tôn Vũ, sau khi ra khỏi kho vũ khí, hai người họp mặt với cô Đàm. Tôi và Tiểu Cường phụ trách tháp đồng hồ, đẩy lùi giờ hành hình của địch, lấy tiếng nổ từ kho vũ khí làm tín hiệu hành động. Đám người này thì tôi có thể hiểu, nhưng mà phu xe này sao lại ở đây? Đây là ý tưởng của nhiếp ảnh gia của chúng tôi. Phải, chúng tôi muốn chụp một vài cảnh của kho vũ khí được chất đầy đạn pháo. Sau khi các binh lính của chúng ta chiếm được Ích Đô, bách tính của thành Ích Đô rất nhiệt tình. Mọi người đều muốn góp vũ khí vào kho vũ khí. Phải giao nộp vũ khí trước đã, nếu không sẽ không được vào. Là thế này, mấy cái bao bên kia tất cả đều chứa cát. Đến lúc đó chúng tôi sẽ phun mấy cái bao này chất lên trên xe, chỉ bỏ một bộ phận nhỏ vũ khí vào thôi. Như vậy thì thoạt nhìn sẽ giống như trên xe chất đầy vũ khí. Tốt lắm. Được rồi, cứ làm theo ý của các cô đi. Rõ. Mời. Đi. Đi thôi. Nhanh lên. Khẩn trương nào. Phố 5. Cậu Lương, có. Tới lúc chinh phục rồi. Cho con mồi của chúng ta khổ sở hơn chút nữa đi. Dụ hết những kẻ cần phải dụ ra đây, rõ. Tất cả tăng tốc tiến lên. Đây chính là kho vũ khí sao? Nhỏ tiếng một chút. Đại tá có lệnh, đúng 12 giờ trưa, sau khi đồng hồ vang lên 12 tiếng chuông, thì mới hành hình, rõ.
và con cô bác. Mọi người nhìn thấy rồi đấy. Đây chính là bộ mặt vô liêm sỉ của lũ người Nhật này. Bọn chúng muốn đàn áp xâm lược chúng ta. Hôm nay, một mình Lê Quốc Vinh tôi có hy sinh cũng không sao, vẫn còn có mọi người, vẫn còn có hàng triệu đồng bào dân tộc ta. Mọi người không cần phải sợ, hãy đoàn kết tiêu diệt hết lũ người Nhật này, đánh đuổi bọn chúng ra khỏi Trung Quốc. Câm miệng. Bọn bay là đám ác quỷ tàn ác. Là kẻ nào? Kẻ nào vừa lên tiếng? Kẻ nào? Mau bước ra đây cho tôi. Sư phụ, câm miệng hết cho tôi. Mau câm miệng lại đi. Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn mang đến cho mọi người văn hóa và tinh thần của dân tộc Yamato chúng tôi, để cùng với mọi người kiến tạo một mảnh đất phát triển phồn vinh. Tiểu Cương, vì vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Hy vọng mọi người hãy từ bỏ những phản kháng và sự phẫn nộ vô ích, bởi vì kết quả của chuyện đó chỉ có diệt vong mà thôi, cũng giống như người này vậy. Sư phụ, người xem kìa. Nhị hổ. Cha, sao cha lại đến đây? Thái quân, cũng gần đến giờ rồi. Tiểu Hiệp, mau tìm lựu đạn đi, càng nhiều càng tốt. Chỗ tôi có một cái này, được, kiếm thêm đi. Làm gì thế, mau tìm đi. Đừng tìm nữa. Đứng yên. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.
6 7 8 Sao hai tên này vẫn chưa ra tay thế? 9 10 11 12 13 Đừng qua đây, mau bỏ xuống. Tôi ném đấy nhé, bỏ xuống. Chạy mau. Đại tá, chuyện này là sao đây? Hai người các cậu qua đó xem thế nào. Đại tá, bên đó là... Đầu tiên là làm đảo loạn kế hoạch của tôi, sau đó thì đánh bom kho vũ khí. Xem ra thủ đoạn cũng ghê gớm đấy. Tiểu hiệp đâu? Chi viện kho vũ khí, phong tỏa toàn thành. Đó, bọn họ làm thế để cứu cậu phải không? Hành hình. Đó, bảo vệ đại tá. Đáng ghét. Dịch thuyết minh và lồng bắn tại y bắn cho tôi. Đuổi theo. Đó, nhanh lên. Lê Quốc Vinh, Dương Nhị Hổ. Đi, đi thôi. Cố gắng lên. Mau đi thôi. Bắt lấy bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy thoát. Yểm hộ, nhanh. Bắn. Đại đội trưởng, cố gắng lên. Ở bên kia, có người Nhật. Bên này, qua bên này, đuổi theo. Wow.
Cái thằng này. Đi thôi. Chạy đi, mau lên. Cẩn thận. Đại Long, tỉnh lại đi. Mau đi thôi. Cẩn thận. Cha. Cha, không sao chứ? Cha không sao. Đại đội trưởng An tỉnh rồi. Mọi người, mau đi đi. Tôi không muốn liên lụy mọi người. Mau đi đi. Nhiều lời như thế làm gì? Nếu như anh không đi, bao nhiêu công sức đều uổng phí cả đấy. Không được, cứ mặc kệ tôi. Mau đi đi, đại đội trưởng. Nhị Hổ, anh làm gì vậy? Tạm thời nên đánh ngất anh ta thì hơn. Đi thôi, đi nào. Đại đội trưởng, mau đi thôi, nhanh lên. Ở bên đó, nhanh lên. Nhanh lên nào. Cô Đàm, thế nào, tôi không đến muộn chứ? Không có. Nhanh lên. Nhị Hổ, ở đây này. Cô Đàm, thế nào rồi? Dương Nhị Hổ, các anh đi trước đi. Ở đây cứ giao cho chúng tôi. Mã Tiểu Hiệp đâu rồi? Đừng nhắc nữa, anh ta chạy mất rồi. Cái tên hèn này. Chà, hay là thế này. Mọi người đưa Lê Quốc Vinh đi trước, còn sẽ chặn phía sau, cẩn thận đấy. Nhị Hổ cầm súng của tôi đi. Mọi người cẩn thận đấy, đi thôi. Hai người nhớ cẩn thận đấy, đi thôi. Không được, bọn chúng đông quá, chúng ta mau rút thôi. Đi thôi. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Chạy nhanh lên. Bên này. Nhanh lên, nhanh lên nào. Dừng xe lại. Hạ Linh, cô không sao chứ? Sao anh lại chạy qua đây? Bên đó không cần nhiều người vậy đâu. Tôi chỉ thấy lo cho cô thôi. Tôi không cần anh lo đâu. Mau lên xe. Mau lên xe đi. Được được. Nhanh lên. Sao địch không đuổi theo nữa? Vừa nãy tôi nhìn thấy một chiếc xe đâm vào bọn chúng, nhưng mà không nhìn rõ là do ai lái. Hình như là một cô gái. Sư phụ, cẩn thận. Hạ Linh, Bác Dương, Mã Tiểu Hiệp, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đã chạy rồi sao? Anh Lê, vớ vẩn, tôi là loại người đó sao? Tôi chỉ đi tiếp ứng Hạ Linh thôi. Nếu không nhờ có chúng tôi thì các anh đã ngoẻo từ lâu rồi. Chà, đại đội trưởng Lê sao rồi? Anh Lê bị thương nặng quá, phải làm sao đây? Đừng hoảng loạn, chúng ta phải mau đưa đại đội trưởng Lê đi trước. Quân địch sắp đuổi tới nơi rồi. Hạ Linh, cô Đàm, hai người là con gái, đừng nên theo chúng tôi nữa. Cha, cha đưa bọn họ về xưởng rượu đi. Con sẽ đi lái xe đánh lạc hướng quân địch. Đừng nói nữa, đi thôi. Mau lên, đi thôi. Mã Tiểu Hiệp, mau lên xe.
toàn thành giới nghiêm, kiểm tra thật nghiêm ngặt, nhất định phải bắt được bọn chúng. Rõ. Báo cáo đại tá, có người cố ý phá hoại kho vũ khí. Có lẽ là cùng một đám người với bọn cướp pháp trường. Bọn chúng làm thế để phân tán sự chú ý của quân ta. Đáng ghét. Tôi còn tưởng rằng dùng Lê Quốc Vinh làm mồi nhử thì có thể tìm ra tung tích của hộp vàng. Không ngờ lại để bọn chúng cướp người ngay trước mắt. Đây là một sự sỉ nhục đối với Đại Đế quốc Nhật Bản. Đại tá bớt giận, tôi đã phái thêm người đi truy nã bọn chúng rồi. Tin chắc bọn chúng không chạy thoát được đâu. Bằng mọi giá cũng phải bắt được bọn chúng, tìm lại hộp vàng. Đó. Đây chính là con dao đã đâm tôi bị thương. Về Bộ Tư lệnh. Dừng lại. Phía trước chính là xưởng rượu. Mọi người vào trong đó trốn đi. Chúng tôi về võ quán đây. Bác Dương, bây giờ về đó thì nguy hiểm quá. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Mau đi đi. Vậy bác nhất định phải cẩn thận đấy. Chúng tôi rút đây. Đi thôi, nhanh lên. Nhanh chân lên. Đi thôi. Nhanh lên. Nào. Nhẹ tay thôi. Nào. Từ từ thôi. Tôi ra ngoài canh gác. Được. Hạ Linh, em sao thế? Em trúng đạn rồi. Để anh đi tìm thuốc cho em. Em không sao. Không sao gì chứ? Đại đội trưởng, anh sao rồi? Anh Lê, đại đội trưởng, anh tỉnh rồi. Tiểu Cường, tôi đây. Sao tôi lại ở đây? Anh cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi. Chỗ này rất an toàn. Mọi người hà tất phải cứu tôi? Chúng ta mất nhiều anh em như vậy, tại sao lại không để tôi cũng anh dũng hy sinh với bọn họ cơ chứ? Kể từ ngày đầu tiên tôi tới Ích Đô, tôi đã không còn mong sống sót trở về nữa. Tôi thề quyết chiến với quân địch đến cùng rồi. Vệ binh. Có, sao điện thoại lại không gọi được? Báo cáo đại tá, vụ nổ ở kho vũ khí đã khiến đường dây điện thoại bị đứt đoạn, không thể gọi được, lập tức đi sửa. Rõ. Vết thương của cậu không sao chứ? Xin đại tá yên tâm, vết thương đã được xử lý rồi, không vấn đề gì cả. Thái quân, vừa nãy tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của tên cướp pháp trường. Hình như là Dương Nhị Hổ của võ quán Vĩnh Hưng. Cậu chắc chứ? Có lẽ là vậy. Không, tôi chắc chắn chính là cậu ta. Nói như vậy thì đám người cướp pháp trường là người của võ quán Vĩnh Hưng. Đại tá, tôi nhớ ra rồi. Hôm đó lúc tôi tới Bạch Vân Sơn Trang để chi viện, mau ẩn nấp. Người bên trong nghe đây, mau giao hộp vàng ra đây. Tôi sẽ tha mạng cho các người. Đuổi theo. Hai người tôi đuổi theo. Trong đó có một người rất giống với Dương Nhị Hổ. Hơn nữa tôi còn nhận được tình báo, nó là trang chủ Bạch Vân Sơn Trang, có quan hệ rất tốt với Dương Kiến Quốc. Thái quân, nói không chừng hộp vàng đang ở võ quán đấy. Sao lại như vậy được chứ? Bề ngoài thì ra vẻ thân thiết với tôi, nhưng bên trong thì lại nghĩ cách tính kế tôi. Báo cáo đại tá, phát hiện xe của bọn cướp ở ngoài ô phía tây. Bên trong không có người, điều tra xem là xe của ai. Biển số xe đã bị bọn cướp gỡ xuống. Cậu Lương, có. Cậu đã ở Ích Đô nhiều năm, chắc cũng biết đó là xe của ai chứ. Thái quân, tôi sẽ đi điều tra ngay. Xin ngài yên tâm.
Nhanh lên, nhanh lên. Lương Đại Sơn, lục soát cho tôi. Nhanh lên. Cậu Lương, cậu làm gì vậy? Họ Hạ kia, đừng có giả vờ với tôi. Hạ Linh đâu? Nó không có ở nhà. Không có sao. Lục soát cho tôi. Cậu hiếp người quá đáng rồi đấy. Lão già kia, hôm nay tôi cứ ức hiếp ông đấy. Làm sao nào, cậu đúng là một tên hán gian mặt người dạ thú mà. Ông mắng ai chứ hả? Tôi mắng tên cậu hán gian cậu đấy. Đánh ông ta cho tôi. Đánh đi. Đừng đánh mà. Đánh như tử cho tôi. Đóng cửa. Dạ. Giải ông ta vào đây. Nhanh lên. Báo cáo, không có. Báo cáo, không phát hiện gì cả. Lão già thối tha này, đừng giở trò với tôi. Tránh ra. Lão già, không sao chứ? Không sao. Bộ xương cốt già nua này vẫn còn chịu được. Để tôi đi mời đại phu. Không cần đâu. Lão Vương, ông mau tới xưởng rượu. Mau đi xem Tiểu Linh. Nó, vậy còn ông? Tôi không sao. Ông mau đi đi. Đi nhanh đi. Được. Bao vây võ quán Vĩnh Hưng. Võ quán Vĩnh Hưng. Bao vây chỗ này. Đó. Vương quản gia. Vương quản gia ơi. Nhị hổ. Vương quản gia, sao ông lại bị thương vậy? Cứ mặc kệ tôi đi. Tiểu thư nhà tôi sao rồi? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Có an toàn không? Tiểu thư nhà ông không sao đâu. Nếu không có gì bất trắc thì chắc là bây giờ đã tới xưởng rượu rồi. Vậy thì tốt. Đúng rồi, nhị hổ, tôi nói cậu nghe, hôm nay có lính Nhật. Đứng lại. Nhị hổ, hướng đi của mấy tên này hình như là tới xưởng rượu. Liệu tiểu thư có gặp nguy hiểm hay không? Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta tìm đường tắt qua đó xem sao. Đi, được. Nhanh lên, lái nhanh nữa lên. Phải nhanh chóng tới võ quán Vĩnh Hưng ngay. Đó. Liệt tổ liệt tông tại thượng, Yến quốc thân là con nhà võ. Người Nhật xâm lược nước ta, còn vốn định dẫn theo các đệ tử của võ quán đi đánh người Nhật. Không ngờ giữa đường gặp chuyện. Bây giờ con đã hết cách, con chỉ đành giải tán các đệ tử, đóng cửa võ quán Vĩnh Hưng, đợi Đại Long và Nhị Hổ trưởng thành chín chắn hơn. Trong thời đại hỗn loạn này, đến lúc đó mới mở lại võ quán. Hy vọng liệt tổ liệt tông có thể phù hộ cho chúng.
Hạ Linh, cô hãy kiên trì, chắc là bọn người nhị hổ sẽ về tới đây sớm thôi. Không được, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Còn nhị hổ và bác Dương thì sao? Chúng ta đã ở yên một chỗ quá lâu rồi. Chúng ta phải lập tức rút ngay. Nhưng mà, đừng nhưng mà gì hết. Nhanh lên. Có chuyện rồi. Nhị hổ, hóa ra là anh. Anh làm tôi hết hồn. Nhị hổ, Hạ Linh, để tôi đi xem các anh em. Được, sao em lại bị thương vậy? Không sao, em không sao. Cuối cùng anh cũng về rồi. Em yên tâm, anh mạng lớn lắm, không mất mạng đâu. Đúng rồi, cha và anh trai anh đâu? Bác Dương, về võ quán rồi. Cái gì? Lộ phí về quê của các con, phòng thu chi đã chuẩn bị xong cả rồi. Đại Ngư, lát nữa con hãy dẫn các huynh đệ đi lấy tiền. Kể từ hôm nay, võ quán Vĩnh Hưng chính thức đóng cửa. Sư phụ, chúng con muốn đi theo người. Đừng nói nữa, các con mau đi đi. Sư phụ, chúng con không đi. Đừng nói nữa, mau đi đi. Các con đi nhanh đi. Anh Lê, anh Lê, anh đừng cử động mạnh. Vết thương của cô, vết thương của cô sao rồi? Cô ấy trúng đạn nghiêm trọng lắm. Em không sao. Cảm ơn cô. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Vị này là, vị này là con gái của lão Đàm. Anh Lê, từ từ, anh từ từ thôi, cẩn thận. Cô Đàm, cha của cô là một anh hùng hảo hán. Cô nên cảm thấy tự hào về ông ấy. Đừng nói nữa, Hạ Linh đang bị thương nặng. Chúng ta mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Đi thôi, đi nào. Nào, để tôi dìu cô. Cảm ơn anh. Cô từ từ thôi. Cẩn thận nào. Đại đội trưởng, chào. Thank you.
Nghĩ, tôi còn tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa. Các anh em ơi, Lê Quốc Vinh tôi có mất mạng cũng không sao, nhưng mà mạng của các cậu thì sao? Các cậu còn cha mẹ, còn có anh chị em. Tại sao các cậu phải làm vậy chứ? Làm như vậy có đáng không? Đáng. Các vị trưởng quan, đây không phải chỗ để nói chuyện. Tôi đã chuẩn bị xe bên ngoài rồi, chúng ta mau đi thôi. Chú Vương, chú đưa Hạ Linh tới bệnh viện trước đi. Chỗ này, chú cứ giao cho tôi. Hạ Linh, cô nhớ cẩn thận đấy. Anh lo cho bản thân của anh trước đi. Được rồi, em mau đến bệnh viện đi. Hạ Linh, em phải cẩn thận đấy. Em biết rồi, cô phải cẩn thận nhé. Võ quán Vĩnh Hưng. Báo cáo đại tá, Dương Kiến Quốc đã vào trong rồi. Chúng ta đã bao vây xung quanh võ quán. Lần này, cho dù ông ta có mọc cánh cũng không thoát được. Tốt lắm. Báo cáo Thái quân. Thái quân Okamura, chuyện xe hơi có tiến triển gì chưa? Tôi điều tra ra rồi, là của Hạ gia. Tốt lắm. Để xem tôi xử lý các người như thế nào. Nhị hổ, anh không đi chung với chúng tôi sao? Tôi phải về võ quán một chuyến. Cha tôi còn đang ở đó. Sau khi các anh ra khỏi thành, nhất định phải đi đường nhỏ đấy. Tôi biết rồi. Chú ý an toàn. Được, tôi biết rồi. Tiểu Cương, dạ có. Xếp hàng, vâng. Tất cả, bên trái quay. Chúng ta đi thôi, chạy đều, chạy. Để tôi dìu anh. Học vàng là cái gì? Cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Nhiệm vụ của cô là phải lấy được học vàng. Cô Đàm, cô đang nghĩ gì thế? Nên đi rồi phải không? Cô Đàm, tôi xin lỗi. Là thế này, cô là con gái ra ngoài thế này nguy hiểm lắm. Cô tìm một bộ đồ nam để thay đi. Được. Sư phụ, tiếng súng vang vọng khắp thành. Mà người còn có tâm trạng ngồi đây uống trà sao? Tiếng súng vang vọng thì có liên quan gì đến tôi? Sư phụ, hôm nay con tới tìm người là muốn nhờ người giúp một chuyện. Cậu nói đi. Theo như tình báo thì người và nhị hổ cùng lúc xuất hiện tại pháp trường. Vậy thì sao? Sư phụ,
Con nghe nói người có liên quan đến đám người cướp pháp trường. Vậy sao? Sao rồi? Giấu kỹ chưa? Giấu kỹ rồi. Đi thôi. Sư phụ, người chuyển lời tới bọn họ, chỉ cần bọn họ chịu giao ra thứ mà con cần, niệm tình sư đồ giữa hai chúng ta, con sẽ tha cho bọn họ. Hay là chuyện này tôi không thể giúp cậu. Sư phụ, người xem thế này được không? Con cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, quân lệnh không thể làm trái. Người để cho thuộc hạ của con đi một vòng xung quanh võ quán kiểm tra, có được không? Như vậy con cũng dễ ăn nói với cấp trên. Được thôi, đương nhiên là được. Lấy ghế cho sư phụ. Dạ vâng sư phụ. Lục soát đi. Con xin phép thất lễ. Cậu Lương. Dạ có. Truyền lệnh của tôi, bảo bọn họ lục soát. Nhẹ tay thôi. Vâng. Dạ vâng. Báo cáo đại tá, không phát hiện gì. Báo cáo đại tá, không tìm thấy gì cả. Báo cáo đại tá, bên này cũng không có. Báo cáo đại tá, tôi phát hiện mật thất. Mật thất? Phải. Sư phụ, con theo người học võ nhiều năm như vậy, sao con chưa từng nghe nói võ quán có mật thất nhỉ? Cho dù võ quán có mật thất thì sao chứ? Vậy thì làm phiền sư phụ, cùng con đi xem mật thất. Bắn. Lục soát.
Dương quán chủ, ông nên khai ra đi. Mọi chuyện rõ ràng quá còn gì. Ý cậu là sao? Dương quán chủ, chúng ta đều là người có hiểu biết. Đừng có biết mà còn giả vờ không biết nữa. Cái cần lục soát, các cậu đã lục soát cả rồi. Hộp vàng mà các cậu cần tìm cũng không tìm thấy. Dương quán chủ, nếu như đại tá Okamura không niệm tình sư đồ trước đây giữa hai người, ông nghĩ mình còn có thể đứng ở đây chắc? Ở đây không đến lượt cậu nói chuyện. Nếu coi sự nhẫn nhịn của một người là sự yếu đuối, vậy thì cậu sai rồi. Nếu như vậy thì đến cả động vật cũng không bằng. Sư phụ, người hãy phối hợp với bọn con, giao người ra đây đi. Chắc là được rồi. Sư phụ, được cái gì cơ ạ? Chắc là bọn họ đã tìm được một chỗ an toàn rồi. Không được rồi, Mã Tiểu Hiệp, anh làm gì vậy? Ngột quá đi thôi, không thở nổi luôn. Không được, anh ngồi xuống cho tôi. Nhanh lên. Sư phụ, con thật sự không ngờ mọi người lại cấu kết với bọn chống đối, cướp hộp vàng của con, cướp pháp trường của con. Thân là một quân nhân của đế quốc, quân lệnh như núi, nhiệm vụ của con, trách nhiệm của con là phải tiêu diệt tất cả những kẻ địch phá hoại khối thịnh vượng Trung Đại Đông Á. Từ từ. Bắn. Bắn. Ah!
Sư phụ, bắt lấy. Sư phụ cẩn thận. Con ơi, dừng. Đầu đá. Con giỏi lắm. Akashaka, không phải cậu được xưng là võ sĩ hàng đầu của Yokohama hay sao? Bây giờ tới lúc cậu thể hiện đao pháp rồi đấy. Đó. Võ công của sư phụ không thua kém gì năm đó nhỉ. Hôm nay học trò xin được trả lại hết những gì đã học năm đó cho sư phụ. Tôi không cần. Nào, phim được dịch thuyết tốt minh lắm và lồng tiếng tại IPTV. Đúng rồi. Lại nào. Yeah.
đưa hộp vàng cho con, chúng ta sẽ sống yên ổn. Cha, làm gì vậy chứ? Tôi phải qua đó. Giao hộp vàng ra đây. Được, cậu qua đây. Tôi nói cho cậu biết. Tôi sẽ nói cho cậu biết hộp vàng đang ở đâu. Hộp vàng. Hộp vàng. Anh Nhị Hổ, anh không thể qua đó được. Ở đây này. Giải đi. Để tôi quay lại đó. Tôi phải cứu cha tôi. Anh Nhị Hổ, mau đi thôi. Đi nhanh nào. Đi thôi. Buông tôi ra. Anh Nhị Hổ, tại sao chứ? Tại sao các cậu lại không để tôi đi cứu ông ấy? Sư phụ nói. Ông ấy nói gì? Ông ấy nói gì? Sư phụ đoán được anh sắp trở về, nên đã dặn dò chúng tôi phải trông chừng anh. Sư phụ, có chuyện cần dặn dò các con đây. Xin sư phụ cứ nói, đợi Nhị Hổ về. Hai đứa các con phải đưa nó đi ngay. Đi càng xa càng tốt. Sư phụ, vậy con người yên tâm đi. Sư phụ sẽ không sao đâu. Đây là chuyện sư phụ đã dặn dò. Nếu như không làm theo, thì tức là khi sư diệt tổ. Cha, anh Nhị Hổ, anh thường xuyên nói tôi không được kích động. Giữ lại mạng mới có cơ hội trở mình. Vừa nãy nếu như chúng ta cứ thế xông vào, thì khác nào nộp mạng chứ. Anh Nhị Hổ phấn chấn lên đi. Anh Nhị Hổ, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Thù giữa chúng ta và bọn Nhật, sớm muộn gì cũng phải báo. Mạng của cha tôi, còn cả mạng của các sư huynh đệ nữa, đều là vì cái hộp đó mà mất. Anh Nhị Hổ, buông tôi ra. Tôi không thể để anh đi được. Buông tôi ra. Tôi không thể dương mắt nhìn anh đi nộp mạng. Buông tôi ra. Bây giờ bọn Nhật chắc đang truy lùng chúng ta khắp thành. Tìm một nơi an toàn để trốn trước đi. Đợi sóng gió qua đi, rồi hãy lộ diện. Đừng đi theo tôi nữa. Thái quân, báo cáo đại tá. Đội một báo cáo, trong đám chống đối có một người trúng đạn. Lập tức lục soát tất cả các bệnh viện. Đó. Đợi đã. Cậu Lương, có. Cậu thông thuộc ít đô. Cậu dẫn tiểu đội Kawasaki đi lục soát bệnh viện đi. Vâng, Thái quân.
Đúng rồi Thái Quân, tôi vừa nhận được tình báo. Rất có khả năng đám chống đối này đã ngồi xe tải bỏ trốn. Hiện giờ chắc vẫn chưa ra khỏi thành đâu. Đây đúng là chuyện tốt. Akashaka, cậu dẫn một đội người đi chi viện tiểu đội Hikashino, truy tìm chiếc xe tải đó. Dừng xe. Chiếc xe này chở gì? Thái Quân, trên xe chúng tôi toàn là rượu nho vừa uống xong. Rượu nho? Tốt lắm. Thái Quân, trên xe toàn là rượu nho vừa mới uống xong. Chúng tôi đang phải giao hàng gấp. Thôi thì ngài bỏ qua lần này, cho chúng tôi đi đi. Giấy tờ ra vào đâu? Có đây. Thái Quân ngài vất vả rồi, vẫn còn. Thông qua. Cảm ơn Thái Quân. Đó. Đi thôi. Đại tá có lệnh cấm lưu thông tất cả các phương tiện và người qua lại. Thái Quân, vừa nãy không phải các ngài đã nói là số rượu nho này của chúng tôi có thể qua rồi sao? Cút về mau. Được. Nhanh lên. Một, hai, ba. Đúng mặt. Báo cáo trưởng quan, vừa nãy có kẻ xông qua trạm gác. Ngu ngốc. Đuổi theo.